Cô đẹp chưa? Em Tuấn quay chi tiết chiếc đèn Tiffany cho bác ạ. Đây là chiếc đèn Tiffany có cái đường kính chóa này nó gần 50 cm nhé. Nó rất là to. Đây là chóa to nhất trong các loại chóa đèn của Tiffany đèn này rồi. Đấy, Tiffany này là cái thân con chuồn chuồn màu xanh. Tiffany thân chuồn chuồn xanh không nhé. Đấy, thân chuồn chuồn xanh. Con này có chiều cao nó tầm khoảng độ 65 đến 67 chiều cao. Hơn 70 đấy. Dòng đèn này các bác có thể đặt để trang trí ở các tủ kệ loa hoặc là phòng ngủ, đèn ngủ rất là đẹp. Được thiết kế với lại bốn bóng, một bóng bầu dục trong này. Các bác nhìn ở cái em đang quay này này, bình thường ở ngoài nó sẽ to hơn. Các bác đang nhìn nhìn trong máy quay thì nó chỉ còn khoảng độ 6 đến 70% thôi. Ngoài nhìn 10 thì trong chỉ còn 6-7% thôi. Đấy. Bây giờ các bác đang nhìn trong qua cái máy quay của em, bác nhìn cái đường kính của cái này này, nó chỉ tầm khoảng độ 40 thôi, nhưng ở ngoài nó 50 đấy bác nhá. Nên đến 50 đấy, gần 50 luôn đấy. Chứ nó không không bé đâu ạ. Nhìn trong máy quay thì cảm giác vậy. Đấy. Mức giá rất là hợp lý luôn, so với trước thì nó đã rẻ lên đến gần 3 triệu rồi. 2 triệu mấy rồi. Trước là trung bình là 5 9 6 mấy. Bây giờ 3 triệu 9 bác nhá. 3 triệu 9. Chiếc đèn tại Tiffany, đây là con chuồn chuồn màu xanh. Đấy, ở trong này cũng lắp bóng đèn này. Và các bác có thể dắt tắt này. Có thể giật dây này, tắt bật từng bóng một. Nó có 3 bóng này. Đấy. Đây nữa. Đấy, rất là đẹp luôn. Đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đây. Tiffany chuồn xanh, cao tầm 65 đến 67. Chiều ngang chóa gần 50 cơ. Con này là chóa to nhất trong các chóa. Mức giá 3 triệu 9. Bác nào có nhu cầu liên hệ với anh Tuấn. Quá đẹp cho các bác luôn. Chào đón các bác đến với lại một kiệt tác. Em Tuấn tiếp tục chào đón các bác đến với lại một chiếc đàn Tiffany. Chiếc đèn Tiffany ạ. Đây là chiếc đèn chuẩn Tiffany. Em nó để ra tường em. Đèn này các bác có thể trang trí ở phòng khách hoặc là phòng ngủ. Đèn trang trí đèn bàn làm việc. Rất đẹp. Nhìn chưa? Đấy. Đây là một thân gốc cây đào cổ bác nhá. Đấy. Thân gốc đào cổ đấy. Chiếc đèn Tiffany này em Tuấn cũng đã giới thiệu cho bác rồi, cái chóa chiều ngang của nó này, từ bên trái sang bên phải này là đường kính xít xót gần 50 cm. Bình thường các bác đang nhìn ở cái máy quay em quay ấy, nó chỉ khoảng độ 40 thôi, bởi vì là em cũng không hiểu tại sao cái ống kính máy quay điện thoại là ở ngoài nhìn 10 thì ở trong nó chỉ còn được 6 đến 70% thôi. Đấy, nên em Tuấn muốn báo cho nói trước cho bác là nó sẽ to hơn, ở ngoài nó sẽ to hơn trong bác đang xem rất là nhiều. Nó phải cảm giác nó phải mất đi khoảng 30% luôn. Đấy. Được chưa? Đây là chiếc đèn chuẩn Tiffany. Chiều cao nó tầm gần 70, nó tầm 65 đến 67. Chiều ngang của chóa đèn này nó gần 50 luôn. Đây là cái chóa to nhất trong các loại chóa luôn. Nhìn chưa? Mức giá thì báo cáo bác so với trước thì các bác đã rẻ được cả hơn 2 triệu một chiếc rồi. Bây giờ là chiếc đèn chuẩn Tiffany này có mức giá là 3 triệu 900 nghìn một chiếc. 3 triệu 900 nghìn. Con này chạy 4 bóng. Các bác có thể tự tắt dây nhé. Giật dây này. Đấy, giật dây tắt độc lập. Tắt tất 4 bóng cũng được. Tắt 3 bóng trên. Hoặc là để bóng ở dưới cùng này. Đêm đi ngủ cũng được. Hoặc bác trang trí tùy các bác. Đấy. Giật tất 3 bóng lên. Tùy. Bóng này thì dùng bóng đuôi xoáy. Nhưng các bác có thể dùng được tất cả các loại bóng. Trên thị trường. Đơn giản. Đấy. Các bác thấy chưa? Chiếc đèn này. Nên em quay cho bác cho nó chi tiết luôn nhé. Rồi. Đó. Tiffany đèn chuẩn 3 củ 9. Cao gần 70 bạn, chóa này gần 50 luôn.
này bạn, đời dạy cho ta biết rằng thất bại nhiều mới biết sự đáng quý của kinh nghiệm, thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của dũng tâm, mâu thuẫn nhiều mới biết sự đáng quý của bao dung, trái tai gai mắt nhiều mới biết sự đáng quý của lòng độ lượng, gặp gỡ nhiều hạng người mới biết sự đáng quý của tình bạn, va vấp nhiều mới biết được sự đáng quý của khiêm cung, dối gian nhiều mới biết sự đáng quý của chân thành, danh lợi nhiều mới biết sự đáng quý của xem nhẹ, xã giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh, ràng buộc nhiều mới biết sự đáng quý của tự do, khổ đau nhiều